Chỉ trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 3.000 trường hợp đến khám các bệnh lý về da, bệnh lây truyền qua đường tình dục và thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ nội khoa. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhiều người thường thức khuya, ăn nhiều đồ ngọt, đồ béo, cộng thêm việc thay đổi thời tiết là những nguyên nhân khiến bệnh về da bùng phát. Theo đó, các nhóm bệnh mà bệnh viện tiếp nhận nhiều ngày đầu năm bao gồm: bệnh ngoài da như viêm da cơ địa, mụn trứng cá, viêm da tiếp xúc dị ứng, mụn cóc. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục như sùi màu gà, giang mai cũng gia tăng. Đặc biệt, có nhiều người đến khám sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Về thẩm mỹ da, có nhiều khách hàng tranh thủ đến làm đẹp trước khi quay trở lại với công việc. Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nếu thấy có dấu hiệu bất thường hoặc đã có sẵn các bệnh lý về da và tình trạng nặng hơn, cần đến bệnh viện có chuyên khoa da liễu để được bác sĩ thăm khám và hướng xử lý kịp thời, tránh bệnh tình ngày càng nặng hơn. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán là thời điểm sinh hoạt bị đảo lộn, chế độ ăn uống không đảm bảo, không lành mạnh. Chính vì vậy, sau Tết thì những người mắc bệnh chuyển hóa như là đái tháo đường, cao huyết áp hay là mỡ máu phải nhập viện khám và điều trị sau Tết tăng cao. Vâng, Tết đã hết thì đây cũng là lúc các bệnh nhân cần lập lại chế độ sinh hoạt lành mạnh, khoa học để đảm bảo sức khỏe cho năm mới. Theo các bác sĩ, kỳ nghỉ Tết kéo dài với sự xáo trộn về thói quen sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi khiến nhiều người, đặc biệt là người mắc bệnh chuyển hóa gặp phải tình trạng mệt mỏi, uể oải, rất khó tập trung khi trở lại công việc. Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh cần điều chỉnh giờ giấc ăn uống điều độ trở lại, ăn đúng giờ, không bỏ bữa, hạn chế các thực phẩm chua, cay, nhiều dầu mỡ, các loại thức uống có ga hoặc cồn, các thức ăn chưa được nấu chín, kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc tái khám ngay khi các triệu chứng cấp tính hoặc triệu chứng dai dẳng để tránh gây biến chứng nguy hiểm. Nên là tập thể dục thể thao đều đặn, ăn uống điều chỉnh đều đặn bình thường. Và bây giờ thì hết Tết rồi, nhưng mà mình không ăn những cái bữa ăn quá tải, không có kiểu ngồi ăn cả ngày chúc rượu, chúc bia nhau nữa. Thì mình bắt đầu là đi vào những cái sinh hoạt bình thường thì người dân mình thì nên có một cái hình thức là thể dục thể thao đều đặn. Có thể là với những người già, những người mà gọi là có bệnh mãn tính thì mình tập một cái mức độ nhẹ, cường độ nhẹ, nhưng mà với những người thanh niên trẻ khỏe thì nên có những cái cường độ tập luyện thể thao mà tốt hơn, phù hợp với lại bản thân hơn để mình có thể tiêu hao được những cái thức ăn cũng như cái lượng mỡ dư thừa để cơ thể nó được chuyển hóa tốt, khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, các bác sĩ cho rằng người dân cần thiết lập lại nhịp sinh học sau Tết để tránh tình trạng mệt mỏi, uể oải, tập trung khi quay lại công việc. Người bệnh cần ngủ đủ 6 đến 8 tiếng, hạn chế sử dụng thiết bị công nghệ trước giờ đi ngủ. Các bác sĩ cho rằng việc tập luyện thể dục thường xuyên sẽ thúc đẩy quá trình giảm béo, tiêu thụ năng lượng được hấp thu quá nhiều trong những ngày Tết, đồng thời giúp cơ thể năng động hơn, tỉnh táo hơn, cải thiện hệ tiêu hóa. Mỗi ngày nên dành 30 phút để tập luyện môn thể thao nào phù hợp với sức khỏe. Trong ngày đầu năm làm việc thì chúng tôi thấy rằng đa số các cái xét nghiệm của bệnh nhân đều rất là ổn định, chứng tỏ là cái tuân thủ của bệnh nhân rất là khá là tốt và bệnh nhân cũng đã có cái ý thức giữ gìn sức khỏe của mình rồi. Bệnh nhân cần lưu ý, phương pháp vận động phải phù hợp với tình hình sức khỏe, thể trạng, tuổi tác, nhu cầu. Người lớn tuổi thì không nên chọn những môn cần nhiều sức lực, các môn đối kháng dễ gây chấn thương, kiệt sức. Cùng với đó, thời tiết miền Bắc còn rét đậm, rét hại trong những ngày tới. Người bệnh tim mạch cần lưu ý bảo đảm giữ ấm trong những ngày lạnh. Cũng trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thì bệnh nhân cấp cứu tại nhiều bệnh viện đang có xu hướng gia tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, nhờ có sự chủ động về nhân lực, thuốc men nên các trường hợp này đều được cấp cứu, điều trị kịp thời. Ghi nhận sau tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khoa cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bệnh nhân liên tục được chuyển đến, các giường bệnh trong khoa đều có người. Ông Nguyễn Văn Trung ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa được xe cấp cứu của Bệnh viện Bà Rịa đưa đến khoa chỉ ít phút sau khi bệnh viện nhận được cuộc gọi từ gia đình. Vừa nhập khoa trong tình trạng méo miệng, liệt yếu nửa người bên trái, không tương tác, bệnh nhân nhanh chóng được các bác sĩ thăm khám, chỉ định chụp CT scanner não để xác định chính xác tình trạng bệnh lý. Đêm tới ông không biết gì luôn. Sáng thấy vậy thôi đưa vô lại.
thấy ông không khỏe đưa ông đi bệnh viện gọi xe cấp cứu 5 phút đồng hồ sau là xe cấp cứu chạy tới liền. Trong 7 ngày nghỉ Tết, khoa cấp cứu của Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận 1.450 ca, tăng 30% so với ngày thường. Ngày cao điểm, khoa tiếp nhận hơn 320 ca. Số ca liên quan đến tai nạn chiếm khoảng hơn 40%, còn lại là các bệnh lý nội khoa. Đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng hộ lý đều làm việc không ngơi nghỉ, đảm bảo tất cả các bệnh nhân đều được cấp cứu, điều trị bệnh kịp thời nên không có ca nào tử vong. Bệnh viện đã có kế hoạch từ trước, đã có kế hoạch dự phòng cho những ngày trực lễ Tết. Chính vì vậy chúng tôi chưa cần phải sử dụng cái lực lượng tăng cường. Tại Bệnh viện Vũng Tàu, so với ngày thường, bệnh nhân đến cấp cứu thời điểm trong và sau Tết tăng nhẹ. Trung bình mỗi ngày khoa cấp cứu tiếp nhận khoảng trên dưới 110 bệnh nhân. Bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu chủ yếu là bệnh nhân mắc bệnh lý nội khoa như cao huyết áp, tim mạch, sốt, rối loạn tiêu hóa chiếm gần 70%. Còn lại là bệnh nhân tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông. Tuy nhiên, bệnh viện không ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong. Từ ngày mùng 2 là tổng số tai nạn giao thông là 44%, tai nạn sinh hoạt là 46%. Bệnh lý ở già là chủ yếu là mấy ngày lễ Tết này là chủ yếu là những bệnh về đột quỵ như là tăng huyết áp, tai biến mạch máu não và nhồi máu não, xuất huyết não cũng có luôn. Trung bình mỗi một ngày chúng tôi chuyển 2 ca tới 3 ca đi Sài Gòn để can thiệp mạch máu não do bị nhồi máu não. Ngoài khoa cấp cứu được tăng cường lực lượng, 100% các khoa phòng khác tại hai bệnh viện tuyến tỉnh là Bà Rịa và Vũng Tàu đều sẵn sàng cán bộ y bác sĩ, không để xảy ra tình trạng xử trí chậm trễ cho người bệnh. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 28 tháng 1, tại đường tỉnh lộ 108 thuộc địa phận của bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, đã xảy ra một vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong. Thông tin từ lãnh đạo của xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, vào thời điểm này, chiếc xe mang biển kiểm soát 29B51070 chở 18 người, bao gồm cả lái xe, di chuyển hướng từ thành phố Sơn La đi xã Triềng Phung, huyện Sông Mã để dự đám cưới. Khi tới địa phận của bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, chiếc xe chở khách bất ngờ bị lật và rơi xuống ta luy, khoảng cách là 20 mét. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Thưa quý vị, theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay thì áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Theo đó, từ khoảng ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 2, 11 và 12 tháng Giêng âm lịch, thì áp cao lạnh lục địa khả năng tăng cường cường độ yếu trở lại. Và trên cao thì áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi và có trục đi qua Trung Bộ. Nhiễu động gió đông ở trên cao gây mưa suy yếu và tác động yếu trở lại đến khu vực Nam Bộ trong ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 2 dương lịch. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Theo đó, dự báo thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong 10 ngày tới ổn định, ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Riêng các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2 có mưa rào và dông vài nơi, có thể ảnh hưởng đôi chút đến các hoạt động ngoài trời. Trong hôm nay 28 tháng 1, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, thấp nhất từ 21 đến 24 độ.